Lan Quả TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em có cái dòng địa lan Thanh Ngọc là một cái dòng truyền thống. Dòng này thì khá là phổ biến, gọi là quốc dân được rồi. Đấy, hàng quốc dân mà giá rất là bình dân để chia sẻ tới các cô chú anh chị. Thì hôm nay em có vài khóm nhỏ em tách ra thì tiền nó cũng nhỏ thôi. Thì phục vụ các cô chú anh chị nào mà túi tiền hạn hẹp thì vẫn có thể sưu tầm được. Và cái dạo gần đây thì địa lan có sốt lên, cho nên là từ đó thì cũng có rất là nhiều những cái thành phần bán hàng là không chuẩn như cây Thanh Ngọc. Thì đây là cây Thanh Ngọc, thì có nhiều người thì lại lấy cái cây Hoàng Kim Bảo ra để gắn mác Thanh Ngọc và bán. Đấy thì cái này nó không hay, thì hôm nay em cũng bán chia sẻ như này là để góp phần cho cái cuộc chơi nó bền vững. Quan trọng là chúng ta sưu tầm chuẩn giống, và đặc biệt là những cái đơn em tách ra đây là phục vụ những cái cô chú anh chị mới chơi. Vì sao? Khi các cô chú anh chị đi sưu tầm địa lan thì có một cái vấn đề rất là tinh tế nhé, thì em xin chia sẻ qua. Ví dụ các cô chú anh chị mới chơi thì có thể nhìn ở đây là tất cả những cái khóm của em thì rất là nhiều rễ. Đấy, khi mà chúng ta mới chơi thì chúng ta không nên sưu tầm những cái loại mà cụt hết rễ, thì trồng thì vẫn trồng được thôi, nhưng mà nó sẽ khó hơn những cái cụm như thế này. Cụm như thế này thì các cô chú anh chị trồng thì nó rất là dễ vực lại cây, và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái sự phát triển của cây vào cái thời điểm hiện tại. Và tất cả những khóm của em ở đây là đều có mầm hết rồi, mầm có rất nhiều mầm, và rễ thì rất là nhiều phục vụ các cô chú anh chị mới chơi. Đấy thì em xin đi vào chi tiết từng đơn. Đấy, thì số điện thoại em ghim trên video, các cô chú anh chị mà mua thì liên hệ em qua số điện thoại nhé. Đấy, thì giá của em ở đây là chưa bao gồm phí ship. Rồi thì em xin đi chi tiết. Đơn số 1 và số 2 đều là 180.000. Quy cách thì nó tương đương giống nhau. Đây, đơn số 1 cũng một thân lá rất là đẹp rồi. Thân lá ở đây là không có thân lá nào xấu đâu, toàn thân lá đẹp thôi. Đấy, một thân và một củ già. Củ già này do cắt lá chứ nó cũng chưa già hẳn đâu. Đấy, do là cắt hết lá đi thôi. Và cũng có một mầm. Đây, hoa năm vừa rồi đấy. Cái dòng Thanh Ngọc này thì rất là sai hoa. Đây, một mầm đây. Một mắt đang sưng đây rồi. Đấy, và cái cần hoa của cái Thanh Ngọc thì rất là dài. Đấy, lá thì thuộc dạng lá trường diệp. Tuy nhiên thì được cái cần hoa dài, và em rất thích cái cần hoa của cái dòng Thanh Ngọc này. Cần hoa thì có thể dao động từ 70cm đến 90cm, chăm tốt thì nó lên tới khoảng hơn 1m được. Đấy, cần hoa cái này thì em rất là thích cái dòng này ở cái cần hoa. Và sang đơn số 2. Sang đơn số 2 thì cũng ở đây cũng có hai thân. Đấy, một thân thì đang nảy mầm đây rồi. Thân già này thì còn một lá, cũng là do cắt lá thôi. Đấy, cắt lá đi ươm nó dễ lên các cô chú anh chị ạ. Đấy, dễ thì rất là nhiều. Đơn số 2 cũng 180.000, hai đơn đầu. Em sang đơn số 3. Đơn số 3 với đơn số 4 thì đều là đồng giá 280.000. Đơn số 3. Đây, như cái đơn số 3 này thì gồm có hai thân và một củ già. Nói chung là củ già này thì các cô chú chị nào mà tham thì tách ra để ươm riêng cũng được. Nói chung là chúng ta vẫn khai thác được từ những cái củ già này. Đấy. Còn ở đây cũng có một mắt đang sưng này, mắt đang sưng. Đấy. Tất cả hàng của em là đều đang sưng mắt mọc mầm hết rồi. Em sang đơn số 4 này. Đơn số 4 thì cũng hai thân. Hai thân và một củ già cắt lá. Đấy, mầm thì đang có một mầm đây rồi. Lá thì xanh lét luôn. Đây với là lá Thanh Ngọc nha các cô chú anh chị nhá. Tránh tình trạng mà cô chú anh chị đi mua Thanh Ngọc nó ra Hoàng Kim Bảo. Đấy. Thì đơn số 4 này cũng là 280.000. Em sang đơn số 5. Đơn số 5 này thì phục vụ các cô chú anh chị nào mà túi tiền dư giả hơn một chút. Thì như cái đơn này là gồm có 4 thân. 4 thân và rất là nhiều mầm. Ở đây có một mầm này, hai mầm này, ba mầm này, ba mầm cạnh nữa lại còn rễ, ba mầm này,
Đấy, bên này cũng có một mắt mà không biết có lên được không. Đấy thì bốn thân và rất là nhiều mầm đang lên. Lá thì cực kỳ đẹp rồi. Đây là những cái đơn rất là đẹp và rất là đáng để sưu tầm. Hàng bình dân, hàng quốc dân. Đấy. Thì các cô chú anh chị nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em qua số điện thoại em ghi trên video nhé. Và xin cũng xin báo với các cô chú anh chị là có mấy cô chú anh chị đã hẹn em cái dòng dòng cây Triều Châu Tú Hà ấy. Thì cái đợt vừa rồi bị cấm biên cho nên là tất cả những cái hàng tàu nhập từ bên Trung Quốc về thì rất là khó nhập, và em cũng chỉ kiếm em chỉ đi kiếm những cái cây ở nguồn cây ở quanh vùng em thôi, chứ không phải là nhập ở Trung Quốc về. Đấy thì đi tìm hàng bây giờ khá là khó. Như Triều Châu Tố Hà đợt trước em bán cho các cô chú anh chị là 200-300 nghìn một thân đấy, thì bây giờ mà tìm mua ở quanh khu chỗ em thì toàn hàng thuần thì người ta bán giá khá là cao. Đấy, tầm khoảng 500 nghìn một thân cơ. Đấy, cho nên là cũng cố gắng là sẽ trong thời gian tới là sẽ mang về để chia sẻ với các cô chú anh chị. Thì ở đây là hôm nay là em chia sẻ thanh ngọc, thì video của em đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào những cái video lần sau. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lan Quái TV nhé.